Dạ vâng, quý vị lại thấy là Hoa Kỳ, nước Mỹ với cái sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, với những gì mà Tổng thống Donald Trump ông tweet hàng ngày, thì lại có thêm một cái sự căng thẳng trong cái quan hệ ngoại giao giữa Copenhagen, Đan Mạch và nước Mỹ, thưa quý vị. Và trước khi mà bước vào những cái tin tức mà quý vị chờ đợi, mà quý vị luôn nói với Lệ Ngọc là quý vị mong chờ để mà nghe những cái tin tức liên quan đến nước Mỹ, thì trong ngày hôm nay, cái sự kiện mà nổi bật nhất với cái lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, tôi là người đã được chọn, I'm the chosen one, khi mà Tổng thống tuyên bố trong ngày thứ tư để mà bảo vệ cho cái cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Cộng, và những cái hậu quả đã đem lại khi mà những cái tin tức dao động rất là nhiều về vấn đề suy thoái kinh tế ở nước Mỹ sẽ xảy ra trong năm 2020 hay năm 2021. Lê Ngọc sẽ trở lại với những phân tích của nhà báo Đào Trương Phúc sau một nhạc phẩm. Lê Ngọc xin mời quý vị thưởng thức, vì chúng ta biết chúng ta đang ở những ngày cuối của mùa hè. Nhạc phẩm mà Lê Ngọc mời quý vị thưởng thức, Trường Cũ Tình Xưa với lại Tâm Đoan và Đặng Thế Luân. Thính giả của NVR, chúng ta sắp sửa tiễn biệt những ngày của mùa hè để đón chào mùa thu, thưa quý vị. Một cái thời tiết nó mát mẻ hơn mà Lê Ngọc đã gửi đến cho quý vị. Qua bản tin thời tiết là những ngày cuối tuần này thì chúng ta sẽ có một cái thời tiết nó thú vị hơn. Nó không có nóng trên 90 độ tới 100 độ, mà nó chỉ khoảng từ 70 mấy cho tới cao nhất là khoảng 79-80 độ mà thôi. Và trở lại với những tin tức liên quan đến nước Mỹ với lại nhà báo Đào Trường Phúc, thì thưa với quý vị, những gì mà Tổng thống Donald Trump ông tuyên bố cho vấn đề cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc mà quý vị đã nghe Lệ Ngọc gửi đến cho quý vị, tôi là người được chọn và tôi đã làm, chứ những người cựu tổng thống trước đây đã không làm tới. Thì thưa với anh Phúc, dư luận nước Mỹ, cử tri của nước Mỹ, trong đó có quý vị thính giả của NVR, xôn xao chờ đợi những cái tin tức dồn dập về viễn ảnh suy thoái kinh tế của nước Mỹ mà chúng ta không bao giờ muốn xảy ra. Và ngay cả vấn đề cái bản tin mà Lệ Ngọc đã gửi đến cho quý vị ngay trong những giây phút đầu tiên, là Hoa Kỳ chạm cái ngưỡng thâm hụt ngân sách lên tới 1.000 tỷ Mỹ Kim mà sớm hơn 2 năm. Thì thưa với anh Phúc, anh ghi nhận như thế nào những cái tin tức liên quan đến sự kiện về kinh tế của nước Mỹ, thưa anh? Dạ vâng, thưa quý thính giả, nếu mà chúng ta bước qua tình hình thời sự của Hoa Kỳ và nhất là tình hình liên quan đến kinh tế đó, thì chúng tôi xin thưa với quý thính giả là hồi nãy cô Lệ Ngọc có nói là một cái tình trạng suy thoái kinh tế mà chúng ta rất mong, chúng ta hy vọng là nó đừng có xảy ra. Thì thưa quý thính giả, thật ra đó, những cái tin tức mà ghi nhận được trong những ngày mới nhất đây và chúng ta cập nhật với nhau hàng ngày đó, thì thưa quý thính giả, chúng tôi thấy rằng dựa theo những tin tức mà đáng tin cậy đó, đó thì có lẽ là chúng ta nên chuẩn bị tinh thần để mà đối phó với một vụ suy thoái kinh tế, với một giai đoạn suy thoái kinh tế sẽ xảy ra. Bởi vì gần như là chắc chắn cái chuyện suy thoái kinh tế sẽ xảy ra. Một cái chu kỳ kinh tế khi mà phát triển lên đến một mức nào đó, đó thì cái chu kỳ kinh tế đó sẽ từ từ đi xuống và sẽ có thể đi tới cái tình trạng suy thoái kinh tế trong một giai đoạn nào đó, để rồi sau đó các nhà lãnh đạo của các quốc gia trên thế giới sẽ tìm cách để mà phục hồi lại nền kinh tế ra khỏi cái giai đoạn trì trệ. Trì trệ là một cái giai đoạn mà người ta không muốn nhưng mà vẫn có thể xảy ra, và cho đến giờ này thì những cái dấu hiệu cho thấy là chuyện đó sẽ xảy ra, và chúng ta phải chuẩn bị tinh thần để mà chờ đón và đối phó với cái tình trạng đó. Thì thưa quý khán giả, trở lại với lại những lời tuyên bố của Tổng thống Trump mà liên quan đến cái mối đe dọa về suy thoái kinh tế cũng như là liên quan đến cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng đó, thì hồi nãy chúng ta đã nói với nhau về cái sự thay đổi ý kiến rất là đột ngột của Tổng thống Trump là ngày liên quan đến Đan Mạch và đảo Greenland. Tức là mới ngày 18 tháng 8 thì Tổng thống Trump đã có phát biểu với báo chí là ông quả thật là cân nhắc cái việc mua cái đảo Greenland này, bởi vì cái vị trí chiến lược của cái đảo Greenland cũng như là cái tài nguyên khoáng sản rất lớn của đảo Greenland. Là ngày 18 tháng 8 thì Tổng thống Trump đã xác nhận cái điều mà ông thảo luận với lại các cố vấn thân tín của ông,
và trước đó cũng đã được xác nhận bởi ông cố vấn kinh tế Larry Kudlow. Thì mới ngày 18 tháng 8 như vậy thì đến ngày 20 tháng 8 thì chúng ta biết là Tổng thống Trump đã viết cái tin nhắn loan báo là ông quyết định hủy bỏ cái chuyến công du Đan Mạch bởi vì Thủ tướng Đan Mạch không muốn thảo luận với ông về cái việc mua bán đảo Greenland, và điều đó đã gây ra một cái thái độ sửng sốt của các chính trị gia của Đan Mạch. Chúng ta đã nói như vậy. Và thưa quý khán giả, một cái sự thay đổi ý kiến khác cũng đột ngột không kém cũng đã được ghi nhận của Tổng thống Trump. Tức là thưa quý khán giả, cái điều này thì nó liên quan đến một cái chính sách kinh tế của Hoa Kỳ. Tức là chúng ta mới ghi nhận là Tổng thống Trump hôm thứ ba, tức là cách đây 2 ngày, 20 tháng 8 đó, thì Tổng thống Trump xác nhận rằng ông và các cố vấn đang thảo luận cái việc cắt giảm thuế đánh ở trên lương bổng và cắt giảm thuế đánh ở trên những cái khoản lợi tức do việc bán tài sản. Thì ông đã xác nhận với báo chí là quả Tòa Bạch Ốc đang nghiên cứu cái việc cắt giảm thuế này. Thì đó là ngày thứ ba, 20 tháng 8. Thì đến ngày hôm qua, thưa quý khán giả, là ngày thứ tư, 21 tháng 8, thì Tổng thống Trump đã đưa ra một lời tuyên bố ngược lại. Tức là ông nói rằng là không, tôi không có nghĩ đến cái chuyện mà cắt giảm thuế ngay bây giờ. Tức là mới chỉ có ngày hôm trước, ngày hôm sau, 24 tiếng đồng hồ là Tổng thống Trump đã có một lời tuyên bố trái ngược với lời phát biểu trước đó của ông. Thì như vậy là chúng ta ghi nhận là cái việc là Tòa Bạch Ốc, các cố vấn thân tín của Tổng thống Trump đã quả là có thảo luận về cái việc mà cắt giảm thuế lương bổng. Thuế lương bổng thì quý khán giả biết là payroll tax, là cái thuế mà đánh ở trên những cái khoản tiền lương của những người đi làm ở nước Mỹ. Và bây giờ thì cái mức thuế là hiện giờ là đang là 6.2%. Thì những người đi làm phải đóng thuế lương bổng, và cái tiền thuế đó đó thì là được dùng để đưa vào hai cái chương trình. Thứ nhất là Medicare, tức là bảo hiểm sức khỏe cho những người cao niên. Thứ hai là chương trình Social Security, tức là an sinh xã hội. Và cái tiền thuế đóng vào cái quỹ an sinh xã hội đó thì sau này những người đi làm khi về hưu thì sẽ được lãnh lại cái những cái khoản tiền mà họ đã đóng. Chúng ta biết như vậy, đó là thuế lương bổng. Còn cái thuế mà đánh trên tài sản thu nhập được, chúng ta lấy một thí dụ cụ thể là thí dụ việc bán những cái trái phiếu của chính phủ. Khi mà người ta bỏ tiền đầu tư vào cái việc là mua trái phiếu của chính phủ, công khố phiếu đó, thì đó là một cái chuyện đầu tư kinh doanh rất là thông thường. Và chắc là quý thính giả cũng có nhiều người đầu tư vào cái việc là mua trái phiếu của chính phủ Hoa Kỳ như là một cái hình thức đầu tư kinh doanh. Thì khi mà mua cái trái phiếu của chính phủ thì chúng ta vẫn phải đóng thuế, bởi vì chúng ta có một cái khoản lợi tức. Khi mà cái giá trái phiếu nó tăng lên, chúng ta có được một cái khoản tiền lời về cái việc đầu tư này thì chúng ta phải đóng cái khoản thuế đó. Thì Tòa Bạch Ốc và các cố vấn kinh tế của Tổng thống Trump đang thảo luận để xem có nên cắt giảm khoảng 1% hoặc là 2% trên cái thuế lương bổng cũng như là cái thuế lợi tức về tài sản này hay không. Thì bây giờ Tổng thống Trump đã đưa lời tuyên bố là không, ông chưa muốn nói đến cái chuyện là cắt giảm thuế như vậy. Quý khán giả hiểu rằng là cái biện pháp mà cắt giảm thuế có thể xảy ra, có thể sẽ được chính phủ Hoa Kỳ quyết định, là bởi vì điều này cũng đã từng được thực hiện rồi. Là chúng ta nhớ lại là hồi năm 2011-2012 đó, là có một thời kinh tế Hoa Kỳ đã rất là trì trệ. Và lúc đó là thời của Tổng thống Barack Obama, thì đã có cái quyết định là tạm thời cắt giảm cái tiền thuế đánh trên lương bổng. Thay vì là 6.2% thì giảm xuống 4.2%, tức là giảm 2%. Và mục đích là để làm gì? Để khuyến khích cho người ta bớt phải đóng thuế lương bổng, thì người ta sẽ có thêm tiền để tiêu xài, và như vậy là khuyến khích cho cái mức tiêu thụ của người dân Hoa Kỳ tăng lên, giải quyết cái tình trạng kinh tế trì trệ. Và đến năm 2013 thì cái thuế lương bổng
là payroll tax đã từ 4.2% trở lại cái mức cũ là 6.2%. Thì bây giờ cái việc là thuế lương bổng có thể được cắt giảm bớt tạm thời trong một thời gian có thể xảy ra, là bởi vì thưa quý khán giả, nếu mà cái sự suy thoái kinh tế mà nó xảy ra mà lại xảy ra vào cuối năm 2019 sang năm 2020 hoặc là trong năm 2020 bước sang 2021 thì thưa quý khán giả, điều đó là phiền toái lắm. Bởi vì suy thoái kinh tế mà xảy ra đúng vào cái năm bầu cử tổng thống Hoa Kỳ thì thưa quý khán giả, chưa có một cái vị tổng thống Hoa Kỳ nào mà lại có thể đắc cử hoặc là tái đắc cử trong lúc mà suy thoái kinh tế xảy ra như vậy. Cho nên cái viễn ảnh mà suy thoái kinh tế là một cái viễn ảnh rất là đáng ngại đối với chiến dịch vận động tái tranh cử của tổng thống Donald Trump. Và vì vậy cho nên tổng thống Trump cũng như là các cố vấn kinh tế, các nhân vật, các giới chức cao cấp ở trong chính phủ đã tìm mọi cách, kể cả phó tổng thống Mike Pence cũng đã phải lên tiếng để mà trấn an dư luận là cái việc suy thoái kinh tế chưa có xảy ra đâu, và đừng có quá lo ngại cái chuyện suy thoái kinh tế. Vì nếu mà có một cái tâm lý lo ngại về suy thoái kinh tế thì quý thính giả cũng biết là sẽ đưa tới cái sự ngần ngại trong cái việc là bỏ tiền đầu tư vào các doanh nghiệp đó, và sẽ đưa tới một cái ảnh hưởng dây chuyền, tức là có thể doanh nghiệp sẽ tạm thời không có tuyển thêm nhân viên nữa để mà giữ lại vốn đối phó với cái tình trạng suy thoái kinh tế có thể xảy ra. Đồng thời người tiêu dùng, tức là dân chúng Mỹ, cũng sẽ thắt chặt bớt cái sự tiêu xài của mình lại, và như vậy nó sẽ ảnh hưởng di truyền quan trọng lắm đối với lại cái thị trường tài chính của nước Mỹ và đối với nền kinh tế của nước Mỹ nói chung. Và thưa quý khán giả, bây giờ đó thì chúng ta đã có ghi nhận với nhau, chúng tôi xin hết sức vắn tắt, tóm tắt lại là những cái sự lo ngại về suy thoái kinh tế đó, nó phải dựa trên những cái yếu tố nào mà tương đối có thể đáng tin cậy. Bởi vì nếu mà chỉ dựa trên cái việc là hồi thứ tư tuần trước mà các chỉ số giao dịch chứng khoán ở trên thị trường Wall Street mà rớt xuống 800 điểm, tức là Dow Jones và S&P 500 đều rớt xuống 800 điểm, tức là khoảng 3%, thì điều đó là một điều đáng ngại. Nhưng mà sau ngay ngày hôm sau thì thị trường chứng khoán đã có cái dấu hiệu là phục hồi, mặc dù là không phục hồi đầy đủ cái mức rớt xuống tới 800 điểm của ngày hôm trước. Nhưng mà đó chỉ là một dấu hiệu mà thôi. Cái dấu hiệu khác đó mà người ta lấy làm lo ngại, bởi vì đó là một cái dấu hiệu mà các kinh tế gia cho rằng là rất đáng tin cậy. Lý do là bởi vì 50 năm trời vừa qua, cái dấu hiệu này hễ nó xuất hiện là nó báo hiệu một cái giai đoạn suy thoái kinh tế. Dấu hiệu đó tức là cái lãi suất trái phiếu dài hạn 10 năm của chính phủ Mỹ đã rớt xuống và thấp hơn cái lãi suất trái phiếu ngắn hạn 2 năm. Chúng ta hiểu là cái trái phiếu mà bán ra, mà người đầu tư mua trái phiếu của chính phủ để mà tìm cái số lời đó, thì bao giờ cái lãi suất của trái phiếu dài hạn cũng phải cao hơn cái lãi suất của trái phiếu ngắn hạn. Nhưng mà đến tuần vừa rồi thì chúng ta thấy là cái lãi suất của trái phiếu 10 năm đã rớt xuống thấp hơn lãi suất của trái phiếu 2 năm. Và điều đó cho thấy gì? Cái điều đó các kinh tế gia gọi là cái sự đảo chiều, sự đảo ngược của đường cong lãi suất, tức là họ dùng chữ invert bond yield curve. Và mỗi lần mà cái hiện tượng này nó xảy ra thì nó nói lên là cái giới đầu tư mất tin tưởng vào triển vọng phát triển tăng trưởng kinh tế, và do đó họ muốn đầu tư ngắn hạn, họ không muốn đầu tư dài hạn nữa. Và như vậy cứ mỗi lần mà cái hiện tượng gọi là sự đảo ngược đường cong lãi suất này nó xảy ra thì bao giờ cũng có một thời kỳ suy thoái. Vì vậy cho nên tuần rồi đó là chúng ta thấy là hiệp hội kinh doanh
Hiệp hội Kinh tế Doanh nghiệp Toàn quốc của Hoa Kỳ, tức là NABE, viết tắt cái chữ National Association for Business Economics, đã công bố một cái bản khảo sát hỏi ý kiến các kinh tế gia, có thể gọi là những kinh tế gia lỗi lạc nhất của Hoa Kỳ, 226 kinh tế gia. Thì cái hiệp hội NABE này đã đưa ra một cái kết quả khảo sát ý kiến của các kinh tế gia, thì cho thấy như thế nào? Cho thấy là có tới 34% các kinh tế gia đều nói rằng là nền kinh tế Mỹ sẽ đi đến suy thoái vào năm 2021. 38% các kinh tế gia thì cho rằng là suy thoái sẽ diễn ra sớm hơn, tức là năm 2020 là sẽ có suy thoái kinh tế rồi. Và một cái thiểu số rất là nhỏ, chỉ có 2%, thì họ lo sợ rằng suy thoái kinh tế diễn ra ngay năm nay, tức là 2019. Thì như vậy chúng ta thấy cộng lại thì có tới 74% các kinh tế gia, hay nói một cách khác là cứ 4 người thì có 3 người nói rằng là có suy thoái kinh tế không thể nào tránh được, thế nào cũng diễn ra. Mặc dù là họ không đồng ý với nhau là thời điểm nào, nhưng mà họ đều đồng ý là thế nào cũng phải tới suy thoái kinh tế mà thôi. Và các kinh tế gia cũng đồng ý với nhau một cái sự lo ngại nữa là gì? Đó là cái cuộc chiến thuế quan mà Tổng thống Trump đã tung ra, đã đưa tới một cái cuộc chiến thương mại quan trọng nhất là giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Thì cái cuộc chiến thuế quan này đã, cộng với lại cái mức thâm hụt ngân sách mà cứ tăng lên thì có thể đưa tới suy thoái kinh tế. Đồng thời chúng ta lại cũng ghi nhận tin tức là kinh tế của nước Anh và của nước Đức trong tuần vừa rồi, tin tức cho thấy là kinh tế của cả hai quốc gia ở Âu Châu này, Anh và Đức, cũng đang trên chiều hướng suy thoái. Và như vậy phải chăng là có một cái chiều hướng là suy thoái kinh tế toàn cầu xảy ra trong năm tới? Chúng ta hiểu là cái việc mà Tổng thống Trump áp đặt thuế quan ở trên hàng hóa nhập cảng từ nhiều đối tác thương mại, không phải riêng Trung Cộng. Chúng ta biết là Tổng thống Trump đã áp đặt thuế quan luôn cả đối với các quốc gia Liên hiệp Âu Châu, đối với cả Mexico, đối với cả Canada. Và trên cái cơ sở lý luận là áp đặt thuế quan như vậy đó, thì sẽ khuyến khích hai điều là giúp cho Hoa Kỳ đạt được cái lợi thế về thương mại đối với các đối tác thương mại, và thứ hai là khuyến khích cái sự sản xuất nội địa khi mà hàng hóa nhập cảng bị tăng thuế quan. Tuy nhiên cho đến giờ phút này thì chúng ta thấy là cái áp lực về thuế quan đối với Trung Cộng đó, có vẻ là chưa có đạt hiệu quả, bởi vì rõ ràng là Trung Cộng có cho thấy là Trung Cộng muốn dùng một cái chiến lược lâu dài để mà gồng mình gánh chịu cái thuế quan này, chứ không nhượng bộ trước cái áp lực về thuế quan của Hoa Kỳ. Và như vậy thì thưa quý khán giả, cái tình hình căng thẳng thương mại vẫn tiếp tục diễn ra. Và diễn ra như vậy thì có giải pháp gì hay không? Thì giải pháp là những cái cuộc đàm phán thương mại, chúng ta hiểu như vậy. Thì cái cuộc đàm phán thương mại mới nhất đây ở Thượng Hải đã không đi tới một cái kết quả nào cả. Cả Hoa Kỳ và Trung Cộng đều chỉ đưa ra những lời tuyên bố vu vơ và hẹn lại là sẽ có đàm phán thương mại tiếp tục vào đầu tháng 9 tới đây ở Washington DC. Thì các kinh tế gia mà cái hiệp hội NABE khi mà họ hỏi ý kiến thì những kinh tế gia họ đưa ra một cái nhìn khá bi quan về cái viễn ảnh đạt được thỏa thuận thương mại qua đàm phán. Thì cái con số mà chúng ta ghi nhận qua cái kết quả khảo sát của NABE đã cho chúng ta thấy là gì? Là chỉ có 5% các kinh tế gia Hoa Kỳ dự đoán là sẽ có thỏa thuận thương mại toàn diện. Một cái đa số rất là lớn, tức là 64% thì nói rằng là sẽ có đàm phán, nhưng mà đàm phán chỉ đưa tới một cái thỏa thuận lấy lệ mà thôi. Và gần như là 1/4, tức là 25% các kinh tế gia họ dự đoán là cái đàm phán thương mại sẽ diễn ra giữa Washington và Bắc Kinh, nhưng mà sẽ không đạt tới một cái thỏa thuận thương mại nào cả. Và như vậy thì tình trạng đó là cho thấy có vẻ là bi quan, chưa chắc là đã giải quyết được cái sự căng thẳng về cuộc chiến tranh thương mại.
Trong khi đó thì chúng ta hiểu là Bộ Thương mại Hoa Kỳ có đưa ra cái thống kê mới nhất cho thấy là cái mức tăng trưởng kinh tế hàng năm, tức là GDP growth của Hoa Kỳ đó, cái mức tăng trưởng kinh tế hàng năm đang chậm lại. Trong 3 tháng đầu năm thì cái mức tăng trưởng này đạt được tới 3.1%. Nhưng mà trong 3 tháng kế tiếp, tháng 4, tháng 5, tháng 6 đó, thì cái mức tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ đã giảm xuống còn có 2.1% trong 3 tháng mới nhất đây. Và như vậy thì đó là một cái dấu hiệu không lấy gì làm sáng sủa. Một cái dấu hiệu nữa là chúng ta cũng ghi nhận cái con số mà do Văn phòng Ngân sách Quốc hội. Văn phòng Ngân sách Quốc hội thì chúng ta mở dấu ngoặc để nói là Congressional Budget Office, thường gọi tắt là CBO, là một cái cơ quan chính quyền liên bang mà không có liên quan đến đảng này hay đảng kia, hoàn toàn hoạt động phi chính trị, không bị ảnh hưởng bởi đảng nào cả. Thì Văn phòng Ngân sách Quốc hội có đưa ra cái con số nói rằng là cái thâm thủng của ngân sách Hoa Kỳ đó sẽ tăng lên tới $1 trillion, tức là 1.000 tỷ dollars cho cái tài khoá 2020. Trước đó thì dự trù là đến năm 2022 thì cái thâm thủng ngân sách của nước Mỹ đó, tức là cái số chi cao hơn số thu đó, sẽ có thể xảy ra, tức là có thể thâm thủng tới 1.000 tỷ dollar vào năm 2022. Nhưng bây giờ thì Văn phòng Ngân sách Quốc hội Hoa Kỳ nói rằng không, có thể là thâm thủng ngân sách sẽ sớm hơn, bởi vì rất nhiều yếu tố đưa đến thâm thủng ngân sách. Cái tốc độ tăng trưởng kinh tế nó chậm, và đồng thời cái mức chi phí quá nhiều, cho nên có thể thâm thủng ngân sách ngay trong năm tới. Và năm tới thì quý khán giả cũng biết đó là cái năm bầu cử ở nước Mỹ. Và cũng CBO, tức là Văn phòng Ngân sách Quốc hội, cũng xác định là cái tốc độ tăng trưởng kinh tế đó của cái 3 tháng cuối năm nay đó, thì có thể sẽ chỉ còn đạt được khoảng 2.3% mà thôi. Và có thể đến sau đó, đó, cái tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ sẽ còn bị chậm lại hơn nữa. Thì điều đó là một điều không có vui vẻ gì, bởi vì quý khán giả cũng biết là Tổng thống Trump đã đặt ra cái tiêu chuẩn là kinh tế Hoa Kỳ phải tăng trưởng ở mức độ là 3.3%. Nhưng bây giờ thì rõ ràng là cái 3 tháng vừa đây thì kinh tế Hoa Kỳ đã không có tăng trưởng đến mức đó. Và bây giờ Văn phòng Ngân sách Quốc hội cho biết là cái tốc độ tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ từ nay cho đến cuối năm sẽ chỉ có thể đạt được tới khoảng 2.3% mà thôi. Và cái mức mà thâm thủng ngân sách đó, là lên tới 1.000 tỷ dollar cho năm 2020, và có thể là sẽ còn tiếp tục thâm thủng ngân sách nhiều hơn cho đến năm 2029, trừ khi là chính phủ Hoa Kỳ có những cái biện pháp để mà tăng thu và giảm chi, để mà giảm bớt cái mức thâm thủng ngân sách. Thì đó là những con số mới nhất mà chúng ta ghi nhận. Chúng ta hiểu rằng là cho đến giờ phút này thì Tổng thống Trump, Phó Tổng thống Pence và các giới chức chính phủ Hoa Kỳ vẫn đưa ra lời trấn an dư luận, nói rằng là có những cái dấu hiệu đáng tin cậy cho thấy là kinh tế Hoa Kỳ vẫn đang phát triển. Các xí nghiệp vẫn đang tuyển nhân viên, cái mức độ tiêu dùng của người dân Mỹ vẫn ở mức cao. Tháng 7 vừa rồi là cái mức độ tiêu dùng của người dân Mỹ cao lắm, bởi vì doanh số bán lẻ cao nhất trong mấy cái tháng gần đây. Thì những cái dấu hiệu đó cho thấy là kinh tế Hoa Kỳ vẫn đang phát triển và chưa có một cái dấu hiệu gì mà đáng lo ngại lắm về sự suy thoái. Thì chúng ta cứ ghi nhận như vậy mà thôi. Nhưng mà như chúng tôi đã thưa cùng quý thính giả, căn cứ trên những cái lời dự đoán của các kinh tế gia, và họ dự đoán dựa trên những cái yếu tố có thể tin cậy được về cái tình hình kinh tế của nước Mỹ nói riêng và của thế giới nói chung đó, thì mọi người nên chuẩn bị để đối phó với một cái giai đoạn suy thoái kinh tế khó mà tránh được. Nó sẽ xảy ra. Xảy ra đến mức độ nào thì cái đó chưa biết, bởi vì nó còn tùy theo những cái biện pháp đối phó của mỗi quốc gia.
Trong đó thì chúng ta biết là Hoa Kỳ là có thể đưa ra cái biện pháp đối phó tạm thời, tức là ít nhất là cũng cắt giảm cái thuế lương bổng của dân chúng trong 1-2 năm nào đó, để mà dân chúng có thêm tiền tiêu xài, để mà ngăn chặn cái đà tiến của cái sự suy thoái kinh tế. Chúng ta hy vọng là cái điều mà cái thời gian mà chúng ta vừa mới nhắc tới với nhau khoảng năm 2011-2012 đó, cái tình trạng kinh tế trì trệ đó, nó sẽ không có tái diễn đến cái mức độ mà khiến cho người dân Hoa Kỳ chúng ta phải thắt lưng buộc bụng. Và nếu mà trong những cái tháng tới đây, thưa quý thính giả, trong những cái mùa mua sắm, mùa lễ sắp tới đây, mà những cái thống kê cho thấy là cái mức tiêu xài của người dân Mỹ mà có giảm xuống đó, thì điều đó sẽ nói lên cái tâm lý lo ngại của người dân Mỹ trước cái viễn ảnh suy thoái kinh tế, và như vậy nó lại tạo ra một cái ảnh hưởng dây chuyền bất lợi khác, và đối với lại mặt chính trị đó, thì chắc chắn là một cái ảnh hưởng bất lợi đối với cái chiến dịch vận động tái tranh cử của Tổng thống Trump. Vâng, thưa quý vị, qua những con số, những tin tức mà anh Phúc gửi đến cho chúng ta thì chắc chắn, thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump không thể nào mà phớt lờ đi với những cái tin tức như vậy, với những con số và ngay cả cái sự lo âu của những thị trường tài chính, thành thử cái sự lo âu của người dân Mỹ, của cử tri của chúng ta. Chắc chắn Tổng thống Donald Trump ông cũng rất là lo. Cái thành quả kinh tế nó đóng góp một cái sự quan trọng cho cái chiến thắng của Tổng thống Donald Trump. Ông sẽ tiếp tục làm chủ nhân của Tòa Bạch Ốc một nhiệm kỳ thứ hai nữa hay không, điều đó đều vào sự thành quả kinh tế mà anh Phúc vừa mới gửi đến cho quý vị. Và bên cạnh đó thì thưa với lại anh Phúc, cái chính sách di dân của chính phủ của Tổng thống Donald Trump, thì Lê Ngọc có nhận được một cái tin từ hãng thông tấn Reuters thì cho biết là trong ngày thứ Tư vừa mới qua đây, Tổng thống ông lên tiếng và ông cho rằng là ông đang xem xét một cách rất là nghiêm túc về cái việc mà bỏ chuyện cấp quốc tịch cho những đứa trẻ được sinh ra ở Mỹ nhưng lại có bố mẹ là người nước ngoài, hay là di dân lậu, rồi vấn đề giam giữ vô thời hạn trẻ em di dân, cũng như là những cái tòa án mà vừa mới quyết định bác bỏ đi những cái điều kiện ở nước thứ ba, đó là một cái nơi để mà người di dân có thể tạm ở lại trong lúc mà chờ đợi xem xét để được vào nước Mỹ hay không. Thì tất cả những cái tin tức này anh nghĩ là nó cũng sẽ liên quan tới cái chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump cho năm 2020, thưa anh. Dạ vâng, thưa quý thính giả, chắc chắn là như vậy. Chúng ta hiểu là hồi nãy chúng ta đang nói về cái tình hình kinh tế Hoa Kỳ, và chúng ta đang nói đến cái viễn ảnh là một cuộc suy thoái kinh tế có thể diễn ra trong một giai đoạn nào đó. Và điều đó thì hiện giờ là Tổng thống Trump cũng như là các giới chức chính phủ vẫn đang tiếp tục trấn an dư luận là đừng có quá lo về cái tình trạng suy thoái kinh tế. Tuy nhiên chúng ta cũng ghi nhận thêm là Tổng thống Trump cũng đã đưa ra lời kêu gọi là Ngân hàng Dự trữ Liên bang, tức là Federal Reserve, chúng ta hay gọi tắt là Fed, thì Tổng thống Trump có kêu gọi là Ngân hàng Dự trữ Liên bang nên giúp đỡ trong cái việc là giữ cho cái đà tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ nó không có bị chậm lại, và để mà chuẩn bị đối phó với cái tình trạng suy thoái kinh tế. Tức là Tổng thống Trump kêu gọi là Ngân hàng Dự trữ Liên bang nên tiếp tục cắt thêm lãi suất để mà khuyến khích người ta đầu tư nhiều hơn. Mới nhất đây là hồi tháng rồi thì chúng ta biết là Ngân hàng Dự trữ Liên bang đã cắt giảm lãi suất ở cái mức là 0.25%, phải không ạ? Tức là lần đầu tiên từ năm 2008 mới cắt giảm lãi suất một lần đó, còn toàn là tăng lãi suất mà thôi. Và ngay sau khi cắt giảm hồi tháng trước thì cũng lại tăng lãi suất trở lại. Thì ra Tổng thống Trump đã phê bình Ngân hàng Dự trữ Liên bang, phê bình ông chủ tịch của Ngân hàng Dự trữ Liên bang là ông Jerome Powell là không có một cái nhìn có viễn kiến để mà giúp cho cái thị trường tài chính Hoa Kỳ đối phó với lại cái thị trường tài chính toàn cầu. Tức là không chịu cắt giảm lãi suất mà cứ tăng lãi suất liên tiếp như vậy, và đưa tới một cái tình trạng căng thẳng về mặt tài chính, và làm giảm bớt những cái khoản đầu tư.
Tổng thống Trump phê bình như vậy và ông đưa ra đề nghị, ông thúc giục là Ngân hàng Dự trữ Liên bang nên cắt giảm tiếp lãi suất, nếu có thể cắt giảm được 1% thì càng tốt. Điều đó, thưa quý thính giả, chưa biết là có xảy ra hay không, bởi vì chúng ta hiểu là Ngân hàng Dự trữ Liên bang theo cái đạo luật về dự trữ liên bang của nước Mỹ đó, của Quốc hội, thì Ngân hàng Dự trữ Liên bang không có chịu ảnh hưởng bởi những quyết định hay là những đề nghị nào của lập pháp cũng như là của hành pháp. Ngân hàng Dự trữ Liên bang họ hoạt động một cách độc lập, và cái việc cắt giảm lãi suất hay không đó là cái quyết định của hội đồng các vị thống đốc ở trong Ngân hàng Dự trữ Liên bang. Và điều đó thì Tổng thống Trump có thể thúc giục, có thể đề nghị, nhưng mà không thể can thiệp được. Cho nên chưa biết là có cái việc tiếp tục cắt giảm lãi suất hay không. Và chúng ta nói đến cái vấn đề kinh tế, bởi vì bây giờ chắc chắn kinh tế sẽ trở thành một trong những đề tài trong cuộc tranh cử năm 2020, chắc chắn như vậy, khi mà cái viễn ảnh suy thoái kinh tế đang ở cuối chân trời và có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng mà chúng ta cũng không quên rằng ngoài vấn đề kinh tế thì vấn đề di dân luôn luôn là một vấn đề quan trọng. Di dân là một vấn nạn lớn đối với nước Mỹ, và tất cả các chính phủ từ của Đảng Dân Chủ hay Đảng Cộng Hòa đều phải đối phó với vấn đề di dân, và đối phó một cách rất là vất vả. Và chúng ta thấy rằng là cái 2 năm vừa qua của chính phủ Tổng thống Trump đã phải đối phó với vấn đề di dân vất vả đến như thế nào, mà cho đến bây giờ vẫn chưa có những cái giải pháp rõ rệt để mà có thể làm giảm cái áp lực về vấn đề di dân đối với sinh hoạt của Hoa Kỳ. Thì thưa quý khán giả, chúng ta ghi nhận những tin tức về di dân như là cô Lệ Ngọc vừa nhắc cùng với khán giả đó, là chúng ta ghi nhận 3 tin tức liên quan đến vấn đề di dân, những tin tức mới nhất về di dân. Thì 3 tin tức đó là gì, thưa quý khán giả? Tin tức thứ nhất đó, là Tổng thống Trump hôm qua có đưa ra một cái lời tuyên bố là chính phủ Mỹ đang cân nhắc một cách nghiêm túc cái việc là chấm dứt cái mà gọi là birthright citizenship, tức là cái quyền được có quốc tịch Mỹ đối với những trẻ em sinh ra trên đất nước Hoa Kỳ mà cha mẹ không phải là công dân Mỹ. Thưa quý khán giả, cái vấn đề này thì đã được đặt ra lâu rồi chứ không phải mới mẻ gì. Nhưng mà mới ngày hôm qua thì Tổng thống Trump tuyên bố là chính phủ Mỹ đang cân nhắc một cách nghiêm túc cái vấn đề này. Và khi mà cái lời tuyên bố đó của Tổng thống Trump được đưa ra thì dư luận lập tức xôn xao, bởi vì đây là một vấn đề quan trọng lắm đối với lại cái vấn nạn về di dân nói chung. Tổng thống Trump đưa ra cái lời tuyên bố đó bởi vì theo ông thì là cái quyền mà có quốc tịch theo cái nơi sinh trưởng của mình đó, tức là sinh con, quý vị mà nếu mà ở nước khác đến mà quý vị sinh con trên đất chúng tôi, quý vị vượt biên vào đất chúng tôi xong quý vị sinh con, thì đứa trẻ đó sẽ đương nhiên trở thành công dân Mỹ. Thì cái điều đó đối với Tổng thống Trump là một điều ridiculous, tức là điều đáng buồn cười. Và ông đã tuyên bố là chính phủ đang nghiêm túc cân nhắc xem xét để mà giải quyết cái vấn đề này. Thì chúng ta hiểu là cái đó chỉ là một lời tuyên bố mà thôi. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là nó không phải là sự thật. Tức là ít nhất là một phần nào đó chúng ta hiểu là Tổng thống Trump có ý định và chính phủ Trump có đang nghiên cứu cái vấn đề chấm dứt cái birthright citizenship đối với những người nước ngoài đi vào nước Mỹ và sinh con ở trên nước Mỹ. Tuy nhiên, chúng ta đã nói rằng là một loạt những cái vụ tranh tụng đã xảy ra liên quan đến vấn đề di dân, thì thưa quý khán giả, thế nào cũng sẽ lại có một vụ tranh tụng nữa liên quan đến vấn đề này, bởi vì chấm dứt cái việc mà không cho những người mà
không phải là công dân Mỹ đó, mà sanh con trên đất Mỹ mà những đứa trẻ đó trở thành công dân Mỹ, đương nhiên đó, chấm dứt cái đó không phải là một việc mà hành pháp có thể đơn phương làm được. Tại sao? Tại vì như vậy là đi ngược lại với hiến pháp Hoa Kỳ. Về hiến pháp Hoa Kỳ có một tu chính án mà chúng ta biết là tu chính án 14 đó. Tu chính án thứ 14 này là thoạt đầu đó là được các nhà các vị lập quốc của Hoa Kỳ đó đã đưa ra cái tu chính án này vào trong hiến pháp Hoa Kỳ là để bảo đảm cái quyền cho những người Mỹ mà gốc ở Phi Châu, tức là những người Mỹ da đen, khi mà sanh con trên đất Mỹ thì đương nhiên đứa trẻ đó có quốc tịch Hoa Kỳ. Tức là khi mà những người mà không phải là công dân Mỹ nhưng mà nếu mà sinh ra trên đất Mỹ hay là được tuyên thệ nhập tịch Mỹ là trở thành công dân Mỹ, thì điều đó tu chính án 14 đã quy định sau khi cuộc nội chiến chấm dứt, để mà đảm bảo cho người Mỹ gốc Phi Châu có quyền có quốc tịch, những đứa con của những người Mỹ đó sinh ra có quyền có quốc tịch. Tu chính án thứ 14 của hiến pháp Hoa Kỳ cho đến giờ phút này vẫn còn hiệu lực, và vì vậy cho nên chừng nào mà chưa có tu chính một lần nữa cái điều này thì không thể nào hành pháp, tức là không thể nào chính phủ Hoa Kỳ lại có thể đơn phương quyết định là tước bỏ cái quốc tịch của những đứa trẻ mà sinh ra trên đất Mỹ không cho là công dân Mỹ được. Điều này đã được ông cựu chủ tịch Hạ viện Paul Ryan nêu ra, tức là đừng nghĩ đến cái chuyện là có một cái sắc lệnh hành pháp mà đi ngược lại cái tu chính án thứ 14 của hiến pháp Hoa Kỳ. Nhưng mà bây giờ thì Tổng thống Trump đã đưa ra cái vấn đề này và ông nói rằng ông đang cho nghiên cứu một cách nghiêm túc để xem là có áp dụng hay không. Thì chúng ta hiểu rằng như vậy là các cái tổ chức bảo vệ dân quyền sẽ lập tức phát động một cái cuộc, một cái vụ tranh tụng đưa vấn đề này ra trước tòa án để mà bảo vệ cái tu chính án thứ 14 và bảo vệ quyền lợi của những đứa trẻ mà không phải là cha mẹ là công dân Mỹ nhưng mà những đứa trẻ sinh ra trên đất Mỹ. Đó là cái tin thứ nhất liên quan đến vấn đề di dân. Cái tin thứ hai, thưa quý thính giả, cũng là cái tin mới ngày hôm qua thôi, thì là cái một cái quyết định của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đưa ra. Thì ông quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ là ông Kevin McLennan, ông có đưa ra một cái quy định mới. Ông nói rằng là chúng ta phải xét lại một cái quy định cũ liên quan đến cái việc là những trẻ em mà đi theo cha mẹ hoặc là đi một mình, những trẻ em di dân đi một mình hoặc là đi theo cha mẹ đó, khi mà vượt biên vào nước Mỹ thì phải bị giam giữ. Và cái quy định cũ đó thì nói rằng là các trẻ em này sẽ chỉ có thể bị giam giữ trong một thời gian tối thiểu mà thôi. Đó là cái quy định nào, thưa quý khán giả? Đó là cái quy định hồi năm 1997, tức là tòa án đã có phán quyết và chính phủ Hoa Kỳ đã công nhận cái phán quyết đó và áp dụng cái một cái thỏa thuận đó, gọi là cái thỏa thuận Flores. Tại sao gọi là thỏa thuận Flores? Là bởi vì có một bé gái tên là Jenny Lizette Flores. Đó, vấn đề là từ một bé gái di dân tên là Flores đã đưa tới một cái thỏa thuận gọi là Flores Agreement từ năm 1997. Theo đó thì cơ quan biên phòng Hoa Kỳ chỉ có thể giam giữ những trẻ em di dân trong một thời gian tối thiểu, một thời gian tối đa là 20 ngày mà thôi, không được giam quá 20 ngày. Sau đó phải đưa các em qua Bộ An sinh của chính phủ Hoa Kỳ để mà tiếp tục giữ các em ở đó trong những điều kiện sinh hoạt đàng hoàng, không có ảnh hưởng đến sức khỏe của các trẻ em di dân này. Đó thì là cái quy định cũ hồi năm 1997. Thì cái điều này đó là Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ hiện nay, qua lời của ông quyền Bộ trưởng Kevin McLennan,
thì cho rằng là cái quy định đó đã góp phần khuyến khích những di dân từ các quốc gia khác, chúng ta hiểu là các quốc gia Trung Mỹ là nhiều nhất, đem con cái đi vào nước Mỹ. Bởi vì biết rằng là đem con cái vào nước Mỹ, những trẻ em này sẽ bị giam, nhưng chỉ bị giam tối đa 20 ngày mà thôi. Và như vậy là các di dân cứ đem con cái theo đi vào, hy vọng rằng là nhờ đó mà cái sự giam giữ sẽ không kéo dài, và có thể là các trẻ em đó sẽ được chấp thuận đơn tị nạn và sẽ được chính thức vào nước Mỹ, cư trú trên nước Mỹ. Cho nên cái điều khoản, cái thỏa ước Flores mà chúng ta nhắc tới đó, nên được xét lại. Đó là quan điểm mới nhất của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ vừa đưa ra ngày hôm qua, tức là sẽ không có áp dụng cái quy định của năm 1997 tới nữa. Và nếu không áp dụng cái quy định đó nữa thì có nghĩa là gì? Thì có nghĩa là Bộ An ninh Nội địa và Cơ quan Biên phòng Hoa Kỳ đó có quyền giam giữ các trẻ em di dân không phải là tối đa 20 ngày, mà là muốn giam giữ đến bao lâu thì giam giữ, mà không ai được quyền khiếu nại cả. Đó là cái ý định của Bộ An ninh Nội địa mà quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa đã đưa ra mới ngày hôm qua. Và thưa quý thính giả, dĩ nhiên là lý luận về phía nào cũng có lý cả. Cái chuyện mà bảo vệ các trẻ em di dân, dù là các trẻ em di dân thì cũng là những trẻ em, và mọi người đều có bổn phận đối xử với lại các trẻ em một cách nhân đạo, và do đó không thể nào giam giữ quá 20 ngày. Đó là một lý luận. Lý luận ngược lại là không có nên tạo cái điều kiện, tạo cái sự khuyến khích cho những người di dân là cứ tràn vào Hoa Kỳ với điều kiện là đem theo những đứa bé con của mình, để rồi dùng những đứa bé đó để làm nhịp cầu để mà xin được nhập tịch, xin được nhập cảnh Hoa Kỳ, xin được vào nước Mỹ và xin được hưởng quyền tị nạn, vân vân. Hai lý luận đều có lý do của họ. Và bây giờ thì nó đưa tới một vấn đề thực tế, tức là nếu mà cơ quan ICE hoặc là cơ quan biên phòng Hoa Kỳ thuộc Bộ An ninh Nội địa đó, mà nếu có ý định là muốn giam giữ các trẻ em này không phải ở mức tối đa 20 ngày mà là quá 20 ngày, thì thưa quý vị là họ phải đặt ra cái vấn đề là họ phải xây dựng thêm những cái trung tâm giam giữ các trẻ em. Thì hiện giờ là Quốc hội Mỹ chưa có chấp thuận các ngân khoản để mà mở rộng những cái trung tâm giam giữ hiện có và xây dựng thêm những trung tâm khác. Thành ra chưa biết là Bộ An ninh Nội địa sẽ tìm đâu ra ngân khoản để mà có thể thực hiện được cái điều này. Vậy thì thưa quý khán giả, thứ nhất là những cuộc tranh tụng lại sẽ xảy ra nữa, và thứ hai là Bộ An ninh Nội địa đã tuyên bố như vậy nhưng mà thực tế thực hiện được hay không thì chúng ta chưa thể nào biết được. Đó là tin thứ hai về di dân, và chúng tôi xin vắn tắt trình bày với quý khán giả tin thứ ba liên quan đến di dân. Thì cái tin này thì không mới lắm, chúng ta chỉ nhắc lại thôi. Đó là một tin từ tuần trước, từ ngày thứ Sáu, 16 tháng 8. Thì quý khán giả biết là chính phủ Hoa Kỳ đã có điều đình với Mexico và không có thành công, Mexico không đồng ý. Và điều đình với Guatemala thì Guatemala đã đồng ý, nhưng mà sau đó thì đã xảy ra một cuộc bầu cử ở Guatemala. Chính phủ cũ của Guatemala không còn nữa và bây giờ đang có một chính phủ mới. Và cái sự điều đình giữa Hoa Kỳ và Guatemala có thể sẽ được xét lại. Đó là sự điều đình gì? Tức là muốn Guatemala tự công nhận mình là một quốc gia đệ tam thứ ba, tức là safe third country, quốc gia thứ ba an toàn, để mà đón nhận đơn xin tị nạn của các di dân ở các quốc gia khác. Thì chúng ta hiểu là từ Honduras, từ El Salvador, một làn sóng di dân đã tràn qua và vẫn đang tiếp tục đi qua Guatemala, sau đó đi qua Mexico để mà đi tới biên giới Hoa Kỳ. Thì chính phủ Mỹ đã điều đình với Guatemala để Guatemala nhận mình là quốc gia đệ tam an toàn, tức là sẽ nhận đơn xin tị nạn của những người di dân từ Honduras hoặc là El Salvador đi vào Guatemala. Thì đó là một cái sự điều đình giữa chính phủ Hoa Kỳ và Guatemala
song song với cuộc điều đình giữa Hoa Kỳ và Mexico, chúng ta biết như vậy. Và chính phủ của Tổng thống Trump đã đưa ra cái quy định là các di dân nếu mà muốn đi tới biên giới Hoa Kỳ để xin nhập cảnh Hoa Kỳ đó, thì trước hết phải chứng minh rằng mình đã xin được di trú vào một quốc gia đệ tam an toàn khác, có nghĩa là Guatemala, chúng ta hiểu như vậy. Phải chứng minh là đã nộp đơn xin tị nạn ở Guatemala, đơn bị từ chối thì bây giờ mới có thể nộp đơn xin được nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Đó là điều kiện do chính phủ Hoa Kỳ đưa ra. Nhưng mà thưa quý khán giả, ngày thứ 6, 16 tháng 8 vừa rồi, thì một tòa án của Hoa Kỳ, tòa phúc thẩm Hoa Kỳ đã bác bỏ cái điều này, đã không đồng ý là cho chính phủ Hoa Kỳ được cấm các di dân đi qua biên giới Mexico để vào nước Mỹ, cấm không cho họ nộp đơn nếu họ chưa nộp đơn tại một quốc gia thứ ba an toàn nào khác. Thì cái phán quyết của tòa phúc thẩm Hoa Kỳ đó là phán quyết của cái tòa án liên bang khu vực 9. Nhưng mà thưa quý khán giả, chúng ta phải xác định rõ với nhau là cái hiệu lực của cái phán quyết tòa phúc thẩm liên bang ở khu vực 9 sẽ không có hiệu lực trên toàn quốc, chỉ có hiệu lực ở trong cái khu vực 9 mà thôi. Trong khu vực 9 thì quý vị biết là ở miền Tây Hoa Kỳ đó, thì chỉ có hai tiểu bang ở biên giới phía Nam với Mexico, đó là tiểu bang California và tiểu bang Arizona. Thì tòa phúc thẩm khu vực 9 đã bác bỏ cái điều kiện mà chính phủ Trump đặt ra đối với những di dân, không cho họ nộp đơn xin tị nạn nếu họ chưa nộp đơn ở một quốc gia khác. Điều đó chỉ áp dụng cho các tiểu bang California và Arizona mà thôi. Còn hai tiểu bang mà cũng có biên giới với Mexico, tức là chúng ta hiểu là Texas và New Mexico đó, thì hai tiểu bang này nằm ngoài cái thẩm quyền của cái tòa phúc thẩm khu vực 9. Cho nên những di dân mà đi vào nước Mỹ mà vượt biên vào Texas hoặc là New Mexico đó, vẫn bị chịu ảnh hưởng của cái quyết định của Tổng thống Trump, tức là quyết định không cho nộp đơn tị nạn nếu chưa nộp đơn tị nạn tại một quốc gia an toàn thứ ba đó. Thì thưa quý vị, đó là tin tức thứ ba liên quan đến và di dân. Chúng ta đã tóm tắt với nhau ba tin mới nhất liên quan đến di dân. Thì cả ba tin này thưa quý vị, cho đến bây giờ đều cho chúng ta thấy rằng đó là những cái đề nghị, đó là những ý kiến, đó là những quyết định của chính phủ Hoa Kỳ để mà ngăn chặn bớt làn sóng di dân, chưa phải là những cái biện pháp cụ thể thực tế để mà giải quyết toàn bộ cái vấn đề di dân. Chẳng những vậy mà các cái quyết định này vẫn còn đưa tới những cái vụ tranh tụng, những cái cuộc tranh chấp pháp lý trước các tòa án. Cho nên chúng ta chỉ ghi nhận đến mức đó mà thôi. Và như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là vấn đề di dân sẽ tiếp tục là một vấn đề rất là gai góc trong cuộc tranh cử của năm 2020, cùng với lại vấn đề kinh tế bây giờ bắt đầu nổi sóng lên với cái viễn ảnh suy thoái kinh tế. Thì đó sẽ là những điều mà chúng ta sẽ phải theo dõi cùng với nhau khi mà chúng ta cập nhật tin tức về cái cuộc tranh cử của năm 2020. Bắt đầu ngay từ bây giờ, quý thính giả đã có thể thấy những vấn đề mà chúng ta vừa nhắc với nhau đó sẽ được đề cập trong các cuộc tranh luận tới đây đó, ở Houston, của các ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ. Chắc chắn là những vấn đề này sẽ được đặt ra, vấn đề kinh tế, vấn đề di trú, vân vân, chưa kể đến những cái vấn đề khác nữa như là vấn đề bảo hiểm sức khỏe, hay là như một vấn đề mà vừa mới nổi lên trong hai tuần lễ gần đây, tức là vấn đề kiểm soát súng đạn. Những điều đó thế nào cũng sẽ trở thành những cái đề tài tranh luận dữ dội giữa các ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ, rồi sau đó sẽ là trở thành những đề tài tranh luận giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa trong cuộc vận động bầu cử năm 2020.
Dạ thưa vâng, quá nhiều những cái sự tranh cãi, những cái sự tranh tụng mà chúng ta thấy giữa Quốc hội của Mỹ và cả chính phủ của Tổng thống Donald Trump về những cái chính sách mà anh Phúc vừa mới gửi đến cho quý vị. Thì thưa với anh Phúc, chia tay với lại quý vị thính giả trong ngày hôm nay thì một cái sự kiện, vì những cái sự kiện mà anh vừa mới đưa ra mà chúng ta đã thấy là quý vị còn nhớ là vào tháng 11 của năm vừa mới qua đây, năm 2018, khi mà bên phía Dân Chủ họ đã chiếm lại cái quyền kiểm soát Hạ viện của nước Mỹ sau cái cuộc bầu cử vào tháng 11. Thượng viện thì vẫn giữ của bên đảng kiểm soát bởi bên đảng Cộng Hòa. Thì chúng ta thấy rõ ràng bên phía Dân Chủ họ đã lên tiếng và họ cho rằng cái chiến thắng của cuộc bầu cử vào tháng 11 để mà giành cái quyền kiểm soát tại Hạ viện, cái khả năng để khôi phục lại cái quyền kiểm tra thực thi hiến pháp và cũng để cân bằng của Quốc hội đối với chính quyền của Tổng thống Donald Trump, rồi có quá nhiều những cái cuộc điều tra, những cái subpoena từ bên phía Hạ viện để mà có thể kiểm tra bất kỳ một cái mức độ vượt quyền nào của Tổng thống Donald Trump dành lại cái sự lãnh đạo cho chính những cái ủy ban rất là quan trọng từ Hạ viện. Thì thưa với anh Phúc có thể cho quý vị thính giả biết cái nhận định của anh như thế nào khi mà đưa ra có những cái tin tức cho rằng dân biểu bên đảng Dân Chủ, đó là ông Ben Ray Lewin, đã đề nghị cái khởi động tiến trình luận tội impeachment Tổng thống Donald Trump. Thì ở thời điểm này, ở những cái viễn ảnh suy thoái kinh tế của nước Mỹ và quá nhiều những cái chính sách tranh cãi giữa Tổng thống Donald Trump, giữa bên Dân Chủ và Cộng Hòa, thì anh nghĩ cái tiến trình khởi động này có nên hay là có đúng lúc để mà thực hiện hay không, thưa với lại anh Phúc? Dạ thưa quý khán giả, nếu mà chúng ta bước qua cái vấn đề này thì chúng ta có thể nói một cách vắn tắt với nhau là cô Lệ Ngọc vừa nhắc tới một vị dân biểu của Hạ viện Liên bang Hoa Kỳ, đó là ông Ben Ray Lujan. Tại sao? Và cái tin tức của tuần vừa rồi, và thưa quý khán giả, chúng tôi xin mở một dấu ngoặc để nói rõ là cái tin tức này đó là đài truyền hình nào đã đưa ra, và đưa ra một cái chi tiết nhất. Câu trả lời là đài truyền hình Fox News. Fox News là một đài truyền hình mà có khuynh hướng bảo thủ, và Tổng thống Trump đã từng rất là khen ngợi đài Fox News vì có những cái tin tức, có những cái bình luận mà có lợi cho chính phủ của Tổng thống Trump. Nhưng mà bây giờ chính đài Fox News lại là cơ quan truyền thông mà đưa cái tin về dân biểu Ben Ray Lujan. Và ông này được nhắc đến là bởi vì ông ấy chỉ là người đứng kế có một nhân vật là Chủ tịch Hạ viện Liên bang, là bà Nancy Pelosi mà thôi. Ông Ben Ray Lujan là phụ tá Chủ tịch Hạ viện. Và vì vậy, tiếng nói của ông Ben Ray Lujan là một tiếng nói đáng chú ý. Và ông Ben Ray Lujan vào ngày thứ hai vừa rồi, cách đây có vài ngày thôi, ngày 19 tháng 8, là ông ta đã trở thành nhân vật cao cấp nhất của Đảng Dân Chủ ở trong Hạ viện, mà đưa ra cái đề nghị là nên khởi động cái tiến trình luận tội Tổng thống Donald Trump qua cái thủ tục gọi là Impeachment Investigation và Impeachment Inquiry. Đó là điều mà ông Ben Ray Lujan đã đưa ra hôm thứ hai vừa qua, ngày 19 tháng 8. Bởi vì ông ấy nói rằng là đã cân nhắc kỹ và thấy rằng rõ ràng là chính phủ của Tổng thống Trump đã không có những cái hành động cụ thể để mà đối phó với cái việc là Nga tiếp tục can thiệp vào bầu cử Hoa Kỳ năm 2020. Rõ ràng là Tổng thống Trump không có những cái biện pháp cụ thể để mà đối phó với cái sự can thiệp nguy hiểm này, và rút kinh nghiệm từ cái cuộc can thiệp của Nga trong cái cuộc bầu cử năm 2016 đó, thì ông Ben Ray Lujan nói rằng là điều đó cho thấy là chính phủ Trump đã không có hành xử đúng cái bổn phận của mình đối với việc ngăn chặn sự can thiệp của ngoại bang vào cái hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ. Và vì vậy ông đi đến quyết định là ông ủng hộ cái việc là khởi động tiến trình Impeachment Inquiry. Thì thưa quý khán giả, chúng ta ghi nhận cái tin tức này đến mức đó. Tiếng nói của ông dân biểu Ben Ray Lujan, phụ tá Chủ tịch Hạ viện Liên bang, là một tiếng nói đáng chú ý.
Nhưng mà cái thủ tục impeachment inquiry này có được thực hiện hay không, hay nói một cách khác về mặt thủ tục đó, liệu có được Ủy ban Tư pháp Hạ viện đưa ra để thảo luận mà và biểu quyết hay không, điều đó chưa xảy ra. Bây giờ Ủy ban Tư pháp của Hạ viện mới chỉ bước tới cái việc là yêu cầu tòa án cho cung cấp thêm những cái tài liệu để bổ túc cho bản phúc trình điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, và chỉ gọi rằng cái việc mà chúng tôi đang làm đó là mở một cái cuộc impeachment investigation, tức là điều tra để mà đi tới luận tội, chứ chưa có chính thức khởi động cái thủ tục luận tội như là những cái quy định của hiến pháp. Do đó bây giờ thì chúng ta biết rằng là có 125 dân biểu đảng Dân Chủ đã đồng ý với nhau để mà khởi động cái tiến trình luận tội Tổng thống Donald Trump, và ông Ben Ray Lujan là một trong 125 dân biểu của đảng Dân Chủ đã đồng ý cái điều này. Nhưng mà còn thuyết phục được các vị dân cử khác hay không, và Ủy ban Tư pháp Hạ viện liệu có cân nhắc để mà đưa vấn đề này ra biểu quyết hay không, thì thưa quý khán giả, đó là một câu hỏi mà chúng ta phải chờ thời gian mới có thể trả lời được trong những ngày sắp tới. Và nếu mà theo như ông chủ tịch Gerald Nadler của Ủy ban Tư pháp Hạ viện đó, thì có thể là Ủy ban Tư pháp Hạ viện sẽ cứu xét và sẽ đi đến cái quyết định về vấn đề này trước cuối năm nay. Đó là điều mà chúng ta ghi nhận, và chúng tôi xin tóm tắt những cái tin tức mới nhất như vậy để tường trình đến quý thính giả. Dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi những bản tin mới nhất của nhà báo Đào Trường Phúc và Lê Ngọc trên làn sóng của Đài Phát thanh NVR. Xin kính chào anh Phúc và kính chào quý vị thính giả. Dạ, kính chào quý thính giả, chào cô Lê Ngọc.